Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác yêu âm thanh ca hát trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Thắng lại phối ghép một bộ khấu huyền để phục vụ các bác, những cái bác nào chơi nhạc cổ, nhạc bolero, nhạc trữ tình và nhạc vàng, và những cái dòng nhạc trước 75 như Duy Khánh, Giao Linh, Tuấn Vũ hay Chế Linh, Thanh Tuyền. Thì hôm nay em ghép bộ khấu huyền này thì chất âm nghe nhất là mộc mạc và nhất hay các bác nhé. Hôm nay em ghép một đôi loa đến từ Mỹ, một đôi loa AL2A bát bánh bò. Thì đôi loa này thì em về với tình trạng thùng thì gỗ lạng gần gỗ nhất mới và còn nhất đẹp, la căng kim tuyến. Một bên la căng thì em Thắng cũng tháo ra để xuống dưới nền đây rồi. Và đôi loa này thì có cấu hình thì xin giới thiệu với các bác sở hữu của hai con chung và một con tép phíp và một con bát bánh bò có kích thước là 25 cm, và màng giấy này, bát bánh bò này, màng giấy này, viền sóng này, gân vải lụa này. Thì đôi loa này em về với tình trạng còn nhất là đẹp, mặt cây đít cây. Đôi loa này mà các bác nghe nhạc cổ thì chất âm ra tuyệt vời, tiếng bác rất là sâu lắng và tiếng tép cực kỳ hay. Thì đôi loa này em về với tình trạng là mặt cây đít cây và giấy khai sinh đằng sau thì vẫn còn nguyên bản. Đây đít cây này, giấy khai sinh vẫn còn nguyên bản. Đây là chiếc bên trái, còn chiếc bên phải đây. Và đôi loa này thì em cũng báo kích thước luôn để các bác để trong những cái căn phòng hay những cái kệ nhà các bác. Đôi loa này có chiều ngang là 34, còn chiều sâu là 29 cm, còn chiều cao là 60,5 phân. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác em đương phối ghép với một con âm ly cũng đến từ Mỹ. Con âm ly này là con âm ly Vitzer 440T. Con âm ly này em về vẫn còn nhất đẹp, chạy 4 con sò LCA sò sắt đấy ạ. Thì ghép với đôi loa L2A này thì chất âm ra nhất là hay và giá tiền thì nhất là phải chăng các bác nhé. Đôi loa này thì căng kim tuyến nhất đẹp, cho em quay qua thì qua ống kính của máy điện thoại thì nó không được, cái kim tuyến nó không được nổi đâu. Các bác mắt thường là nhìn kim tuyến nổi nhất mới này. Nhìn quách vẫn còn vuông bức cực kỳ đẹp, bao zin bao xịn các bác. Đây con âm ly Vitzer thì còn nhất đẹp, vỏ gỗ bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Con này thì sở hữu chạy điện 120V. Điện của thị trường Mỹ các bác nhé. Và con này sở hữu hai cầu chì.
Và sau đây thì em cũng báo giá luôn để cho các bác nắm bắt được dư đôi loa AL2A ở cửa hàng em Thắng về với tình trạng đẹp xuất sắc, bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Nhà cửa hàng em Thắng đương bán cái giá nhà 25.500.000. Còn tiếp theo đến con âm ly Vixer đến từ Mỹ 440T. Con này thì em về còn tương đối là đẹp. Thì bao chiếc đồng và bao xịn cho các bác. Cửa hàng em Thắng đừng bán với cái giá nhà 12.500.000. Và các bác ở gần thì cửa hàng em Thắng có địa chỉ nhà ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904 393488. Và các bác nào ở xa thì như thường lệ cứ đến trực tiếp với cửa hàng em Thắng. Số điện thoại của em thì lúc nào luôn luôn để trên tiêu đề. Các bác ở xa thì cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết và test chất âm. Em gửi hình ảnh và video cho các bác. Và sau đây thì em cũng tạm dừng cái clip ở đây. Các bác nào mà xem được những cái clip của em Thắng thì nhấn ủng hộ cho em Thắng một nút like và ủng hộ em Thắng vào ấn vào nút đăng ký dưới màn hình và ấn vào quả chuông để hàng ngày em có những món đồ nghe nhạc như món đồ karaoke trong gia đình thì em lại quay lên và các bác cũng cập nhật được và các bác cũng tham khảo. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo của lần sau. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hơn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn.